Hello, hello, xin chào toàn thể anh chị em, lại là mình, Boss Thính Quân, nhân cách cất nhà, chuyên đem tướng đi review chơi đây. Một đấm là say đắm, hai đấm là đắm say mà ba đấm là chiến luồng. Bài hát này lại văng vẳng bên tai mình mỗi khi thấy cỗ máy skirt trong game. Không phải võ sĩ Quyền Anh, nhưng con hàng này có cái tên hơi bẩn bựa một chút xíu, skirt. Lại sở hữu một đôi bàn tay to, sẵn sàng đấm vỡ alo thằng nào bát nháo mà ngờ ngờ. Vâng, clip ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em con hàng đặc biệt phiên bản một đấm một mạng skirt quái vật phẫn nộ này nhé. Ấy mà trước khi vô stream một chính, đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây, nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Bóng Linh Quân để tiếp thêm động lực cho tụi mình nha. Skirt là sáng chế tự hào nhất của chúa hề Morgana, chảy trong mình dòng điện 220V luôn sục sôi thứ năng lượng của sự căm phẫn. Skirt không chỉ sở hữu sức mạnh khôn cùng của máy móc mà còn luôn khao khát tàn sát tất cả mọi sinh linh. Nắm đấm của hắn khiến bất kỳ ai muốn đối đầu với các thế lực bóng tối đều phải suy nghĩ lại thật cẩn thận. Trong suốt những năm tháng chiến tranh, Skirt được cắt cử phục vụ dưới trướng của Breta, đảm nhiệm trọng trách quân tiên phong của lực lượng ăn chơi xa đọa. Cuộc chiến tại lâu đài nhà giả kim đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chuỗi chiến tích của Skirt. Hắn đã thành công dẫn một toán quân nhỏ vượt qua được phòng tuyến ma pháp chứa danh của Moren, chuyên gia cơ khí hóa. Chưa dừng lại ở đó, hắn một mình hạ gục tất cả các cỗ máy phòng ngự để thẳng tiến đến tầng sâu hơn của lâu đài. Lúc bấy giờ, Omega bất thình lình xuất hiện phản công. Lập tức, Skirt cùng đồng bọn bị bao vây bởi cả biển những cỗ máy thép lạnh lùng như trái tim Crush. Nhìn thấy lực lượng phòng ngự hùng mạnh của lâu đài nhà giả kim không khiến cho Skirt chùn bước, thậm chí hắn càng sôi máu, điên loạn và được búp thêm sức mạnh trở nên mạnh mẽ hơn. Các cỗ máy không thể cản nổi bước tiến của hắn, sắt thép giờ đây với hắn thậm chí còn mong manh hơn cả giấy. Chỉ một mình Skirt đã quét sạch lực lượng phòng ngự vừa trỗi dậy. Không còn cách nào khác, Omega buộc phải tóm lấy Moren và tháo chạy trước khi quá muộn. Khi cuộc chiến ngã ngũ, Skirt giành được một phần thưởng đặc biệt khiến hắn đã mạnh nay càng trở nên ghê gớm hơn bao giờ hết. Một cặp găng được rèn bởi chính tay Moren, kẻ không lâu trước đây đã phải bỏ chạy như thục mạng. Đặc biệt, chúa hề Morgana còn tinh chỉnh khiến đôi găng này hoàn toàn tích hợp với dòng máu ác quỷ sục sôi bên trong Skirt, khiến chiến lợi phẩm này trở nên bất khả chiến bại. Máu của hắn lại bắt đầu sục sôi. Với sự nổi loạn tuổi học trò và nắm đấm triệu đem của mình, Skirt là nỗi khiếp sợ đối với các vị tướng máu giấy như pháp sư hay xạ thủ, khiến cho những vị tướng khác chỉ cần thấy bóng dáng thôi là ngay lập tức phải sôi xéo và chim cút. Với nội tại sôi máu, mỗi đòn đánh thường của Skirt lên kẻ địch có máu tối đa ít hơn mình đều gây thêm sát thương phép, sát thương thêm không chí mạng, đồng thời giúp hồi máu tối đa của Skirt tăng thêm 10%. Với nội tại vô địch của mình, Skirt sẵn sàng khô máu với bất cứ tướng địch nào và khả năng trụ đường rất tốt vì khả năng hồi máu và hồi năng lượng của nội tạng hắn. Qua tới bộ kỹ năng của cỗ máy này, sức mạnh đặc biệt của Skirt nằm ở đôi bàn tay. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người giỏi đá cũng thành nhờ đôi bàn tay siêu to, siêu cứng, hắn có thể đâm xuyên qua mọi vật cản, cho dù chỗ đó có rậm rạp ra sao. Kỹ năng 1 của anh chàng này tên là găng nổi loạn. Skirt lướt đến phía trước, sau đó tung một cú đấm knock out vào mõm kẻ địch, gây sát thương vật lý lên những kẻ địch trên đường hắn phi qua. Nếu đánh trúng kẻ địch, sẽ giúp Skirt tăng thêm 20% tốc đánh trong 5 giây, đồng thời nội tại và đòn đánh cường hóa của chiêu 2 sẽ gây thêm 50% sát thương phép thêm. Mặc dù chiêu thức này chỉ có một xíu siêu đam, cộng thêm, nhìn hơi phế một tí nhưng có còn hơn không. Chiêu thức này anh em có thể dùng để áp sát kẻ địch hoặc bỏ chạy khi cần thiết nhé. Đến với chiêu thức thứ hai, cũng là găng, nhưng là găng cuồng dâm. Bất giác, chúng ta sẽ cảm nhận được hình ảnh mình béo trong hình dáng cỗ máy Skirt vì to quá, ý mình là đam to quá, tay cũng to quá, tìm địch đỡ thì quay nào được. Skirt dồn sức mạnh vào găng tay trong khoảng 5 giây và khiến bản thân được tăng tốc chạy liên tục đến 40% sau 3 giây. Đồng thời, cường hóa đòn đánh thường kế tiếp, đòn đánh sẽ gây sát thương phép và làm chậm kẻ địch 30% trong 2 giây. Nghe thì tưởng cũng bình thường thôi, mà cũng ra gì phết đấy anh em ạ. Chỉ cần tụ lực đủ lâu, đòn đánh sau đó của hắn giống như một cú đấm trời giáng. Nếu tướng địch nào mà cố tình giơ chán ra và thách thức chỗ này nhiều máu này và ăn chọn cú đấm đó, thì chắc chắn trong đầu kẻ địch sẽ ngay lập tức tự động phát ra âm thanh. Đồng thời chỗ đó nhiều máu thật và máu tụt nhanh như cái cách mà người yêu cũ trở mặt với bạn vậy đó. Mà hình như bạn vẫn đang ế mà, lấy đâu ra người yêu cũ mà tưởng tượng nhở. Ngoài ra, đòn đánh cường hóa sau kỹ năng này khi đánh trúng kẻ địch sẽ giảm 50% thời gian hồi chiêu 2. Vậy là anh em tha hồ dí đầu kẻ địch mà không nơm nớp lo sợ rằng hồi chiêu đeo gì mà lâu thế nhở. Cuối cùng là chiêu cuối găng nam thần.
Anh chàng sẽ thể hiện sự cao to đen hôi của mình để điều khiển tất cả những ai đang đứng ở xung quanh, kể cả con lính vô tri vô giác cũng phải xách cái quần mà chạy tứ phương tám hướng. Skirt tụ lực trong thoáng chốc rồi hoa găng hất văng tất cả kẻ địch lân cận, gây sát thương vật lý và đẩy lùi những kẻ chúng phải 1,5 giây. Ngoài ra, chiêu thức này còn gây thêm 15% máu hiện tại của nạn nhân thành sát thương vật lý, đồng thời khiến găng nổi loạn được lập tức làm mới. Đúng là có ăn tiêu có khác, ghê gớm phết. Và chiêu thức này cũng làm nên tên tuổi của tên Skirt vì khả năng tạo combat tổng cực kỳ ổn. Sau khi áp sát và xuyên thủng hàng tuyến sau của kẻ địch, anh chàng có thể tiến đến và hất văng những kẻ địch ra xa. Đặc biệt nếu bạn đỉnh hơn nữa, hãy đẩy được xạ thủ hoặc pháp sư đối phương về phía đồng minh để họ có thể làm thịt dễ dàng. Chắc chắn vị trí MVP trong lòng người hâm mộ sẽ thuộc về bạn thôi. Hoặc bạn có thể dùng chiêu cuối đẩy team địch ra xa để giúp đồng đội tẩu thoát hoặc tạo đường lui cho bản thân một cách an toàn. Nhưng đấy là găng nam thần nhà người ta. Chứ mình thấy găng nam thần nhà mình thì đúng chuẩn là nam thần trong lòng đất luôn. Không thể cống hiến gì cho team mà chỉ có phá game là giỏi. Với con hàng Skirt mạnh mẽ đầy uy lực này, anh em có thể chiêu thức đơn giản như sau. Dùng chiêu 2 để tích đủ điểm phẫn nộ. Khi đã tích đủ lực, hãy dùng ngay chiêu 1 lao đến áp sát kẻ địch, đấm tụt máu địch và sau đó dùng ăn tiêu để hất kẻ địch về phía sau, không cho địch có cơ hội bỏ trốn. Nhưng nhớ dùng ăn tiêu để đẩy ngược địch về phía sau mình nhé, chứ đẩy địch về quê ăn Tết là bạn đã vẽ đường cho hươu chạy, bỏ lỡ miếng mồi thơm ngon dâng tận miệng rồi đó. Combo này nhìn tuy hơi phèn tí nhưng lại mang đến lượng sát thương mà bất kỳ vị tướng nào cũng phải ngán ngẩm. Hãy phối hợp thật nhịp nhàng để ăn mạng nhanh chóng nhé. Ok, vậy là mình đã review sương sương cho anh em con hàng Skirt đầy tà râm và phẫn lộ này rồi nha. Nhìn chung, con tướng này cũng dễ chơi thôi, bộ kỹ năng cũng không hack não lắm, mà hack não là kỹ năng của bạn. Thế nên hãy luyện tập thật thuần thục mà đem vào rank đấm vỡ nhà chính đối thủ nhé. Đến đây thì mình cũng không biết nói gì nữa, chúc anh em đấm đúng chỗ nhiều máu và đấm đúng chỗ cần đấm và đâm đúng chỗ cần đâm. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!